chấp ngân thù. Xin chào các bạn ở Việt Vision và xin chào các bạn theo dõi cái quan điểm cũng như là cái sự trình bày của tôi. Tôi Xuân, Phạm Văn Xuân, đang ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Tôi là một người công dân bình thường ngoài xã hội thôi. Vừa qua thì tôi cũng có thấy theo dõi trên mạng là cũng có rất là nhiều cái thông tin và cũng như nhiều cái video clip nói về cái vấn đề mà cờ vàng, cờ đỏ, đặc biệt là cờ vàng, cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ. Tức là cái lá cờ này theo tôi biết được là đây là lá cờ của chính quyền miền Nam Việt Nam trước đây. Thì theo quan điểm của tôi thì tôi thấy như thế này. Cờ, đã nói cờ thì bất kỳ một cái tổ chức, một cái bộ máy cầm quyền hoặc là một cái thể chế nào cũng đều có cái hiệu kỳ. Đó, hiệu kỳ để cho người ta làm cái gọi là cái tượng trưng cho cái linh hồn của chế độ đó, của cái nhà cầm quyền đó. Kể luôn cả các lĩnh vực tôn giáo. Tại vì sao tôn giáo? Họ có các cái giáo dân. Đó, họ có các cái tín đồ. Họ cũng có các cái giáo kỳ của họ. Thí dụ như là Phật giáo, họ cũng có cái cờ của tôn giáo Phật giáo. Công giáo cũng có, và Tin Lành cũng có, rồi Hòa Hảo Cao Đài cũng đều có. Đó, người ta tượng trưng. Và cái lá cờ theo tôi biết được, lá cờ đó là tượng trưng cho cái linh hồn, một cái thiêng liêng, một cái cao cả nhất, cho phục vụ cho là cho cái tổ chức đó, cho cái nhà cầm quyền đó, cho cái tôn giáo đó. Đó. Thì theo cái quan điểm của tôi như thế này nè. Tức là trước đây thì đất nước Việt Nam của chúng ta có chia làm hai cái thể chế miền Bắc á, là theo xã hội chủ nghĩa, mà chúng ta trong miền Nam chúng ta thường gọi là theo cộng sản, theo Việt Cộng, cộng sản gì đó. Và lãnh đạo thì là do nơi ông Hồ Chí Minh. Đó. Và cái hiệu kỳ của người ta đó là cờ đỏ, sao vàng. Còn trong miền Nam á, thì qua đời đệ nhất Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa đó, thì đều sử dụng cái lá cờ là cờ vàng mà ba sọc đỏ. Mà cái đời cuối cùng là do cái ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, làm thủ lĩnh của lá cờ đó. Bản thân tôi trong miền Nam thì tôi đã từng leo lên mái nhà của tôi sơn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi đó các bạn. Tại vì nếu mà không sơn cái lá cờ đó là gia đình đó là theo cộng sản, theo Việt Cộng như vậy nha. Và bản thân tôi nè, tôi đã từng leo lên nóc nhà của tôi đó, mái nhà của tôi đó, tôi sơn, tôi vẽ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mà nếu không sơn, tôi nhắc lại, nếu không sơn cái đó là cái nhà đó là có vấn đề. Nhà đó là theo Việt Cộng, theo cộng sản là có vấn đề. An ninh, cảnh sát họ sẽ chú ý. Đó. Thì sau khi năm 75, ngày 30 tháng 4 năm 75 là cái ngày cuối cùng của cái chế độ miền Nam Việt Nam, mà gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, tan rã, người ta tháo chạy. Cái việc mà tại sao họ tan rã, họ tháo chạy thì tôi cũng đã có nói về cái bài trước rồi. Tôi có nói về bài trước rồi. Tại vì họ không có lực, họ không có tài, họ chả có gì nữa trơn. Họ không có lý tưởng, họ không có mục đích chiến đấu thì họ tan rã thôi. Đó. Thì họ tan rã, họ chạy. Và tôi đã từng thấy cái cảnh mà gọi như là lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, coi như quăng như tôi nói giống như vẽ rách, với lại quần áo, trang phục mà của quân đội miền Nam Việt Nam đó, tháo bỏ. Các anh lính nó tội lắm, các anh lính anh tháo thật nhanh. Và bản thân tôi cũng đã từng đi lấy từng cái quần, cái áo cho hai anh lính thiết giáp mặc, thiết giáp của miền Nam mặc, để anh sau khi anh bỏ cái bộ quân phục quần à, để anh mặc cái bộ đồ servin, gọi là servin tức là bộ đồ thường dân đó. Và cờ xí này nọ là quăng hết. Tôi đã từng làm như thế rồi. Tại vì tôi lúc năm 75 là tôi là một người thanh niên trong cái xã hội đó. Đó. Và coi như là qua tới lúc 12 giờ đó, của cái ngày 30 tháng 4, sau khi cái lực lượng mà giải phóng miền Nam đó, cũng như là quân đội của miền Bắc mà vào tiếp quản thành phố Hồ Chí Minh, là cái trung tâm của miền Nam, cái trái tim của miền Nam lúc bấy giờ, thì coi như là chấm dứt cái chế độ đó.
chế độ đó. Thì đã khi một khi cái chế độ đó đã chấm dứt rồi thì đồng nghĩa là gì? Cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó sẽ không còn nữa. Và thay vào đó là bằng là gì? Đầu tiên các bạn nhớ lại đi, đó là lá cờ hai màu. Lá cờ trên là màu xanh, trên màu đỏ, dưới màu xanh, và ở giữa là ngôi sao đỏ, tượng trưng cho gì? Miền Bắc và miền Nam, tức là hai miền đó, hai miền đó. Thì một thời gian sau thì cái lá cờ mà của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam nó không còn nữa, và thống nhất luôn. Sau khi mà quốc hội đó, mà bầu cử quốc hội xong đó, cái khóa đầu tiên mà thống nhất đất nước xong, thì là coi như lấy cờ vả là cờ đỏ sao vàng, cũng như là cái tên hiệu của nước mình, tức là thay vì lúc đó là Việt Nam Dân Cộng Hòa thì sau đổi qua là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho tới bây giờ. Thì bây giờ tới bây giờ phải nói rằng nước Việt Nam của chúng ta, thì hiệu kỳ của nước Việt Nam chúng ta đó là cờ đỏ sao vàng. Cái đó là tôi khẳng định như thế. Còn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, xin thưa với các bạn rằng nó không còn tồn tại trên cái thế gian này nữa. Tại vì anh muốn tồn tại trên thế gian thì anh phải được các cái tổ chức thế giới, mà cụ thể Liên Hiệp Quốc, người ta thừa nhận, người ta cắm ở trên cái dãy cờ của người ta đó. Ở xứ Mỹ đó, tại vì cái trung tâm của Liên Hiệp Quốc là đóng ở Mỹ mà đó. Thì họ sẽ cắm ở đó thì nó mới sống, còn đằng này coi như là nó mất rồi, không còn nữa. Mà tôi nói đây, tôi nói thật như các bạn nha, cho nó chết đi, để cho nó mồ yên mã đẹp đi, đừng có cho nó sống lại. Làm tôi nhớ lại cái bộ đồ áo rằng ri nữa, có cái cậu thanh niên mà mặc cái bộ đồ cái quần rằng ri đó mà bị đánh mà chảy máu rồi đấy đó. Trời ơi, tôi thấy cái cậu đó tôi tội quá, tôi dị ứng với lại những cái bộ quần áo rằng ri, cái nhục nhã. Mà không biết cái nhục nhã cái cậu đó có biết cái gì về cái bộ đồ quần áo rằng ri đó đâu. Cái cậu đó còn trẻ mà, cậu đó là Dũng mới Phi Hồ. Dũng Phi Hồ thì đó, tôi không biết là mày 25 tuổi cọp gì đó, thì trẻ măng đó mà. Thì cậu ta có biết gì về vấn đề mà cờ vàng với lại quần áo rằng ri đâu. Tại vì mà lúc đó thì cậu còn đang ở đâu đâu mà, chứ chưa, cậu chưa trở thành cái trứng nữa, chứ đừng nói ở đây để thụ tinh nữa, thì làm gì mà cậu ta biết được cái đó. Cho nên tôi thấy khôi hài lắm. Tôi quay trở lại vấn đề lá cờ, thì cái lá cờ đó đã không tồn tại nữa, nó không tồn tại nữa đó, thì mình để nó chết đi, mình để nó chết đi, đừng có mang nhơ nhau lên. Mà tôi cũng buồn cười là nhà cầm quyền Việt Nam mình, nhà cầm quyền Việt Nam, mà cụ thể là lực lượng công an đó, cái lá cờ đó là tượng trưng cho cái giai cấp đối kháng, cái giai cấp đã chết rồi, đối kháng lại với nhân dân của chúng ta, đối kháng với lại đảng cộng sản của chúng ta, thì tại làm sao bây giờ vẫn cứ hiện hữu, vẫn cho nó hiện hữu như vậy? Cái đó là cờ của địch, phải nói rõ như vậy. Mà địch đã thua rồi, địch đã tan hàng rồi, tan nát hết rồi, chạy hết rồi, mất dép 42 năm nay rồi, không còn nữa, thế giới người ta cũng không còn thừa nhận nữa, vân vân và vân vân. Thì hà cớ gì bây giờ vẫn cứ để cho nó nhông nhông, nó tồn tại ở trên cái mảnh đất Việt Nam này đó. Và tôi cũng khuyên với các bạn cũng nên tỉnh táo, các bạn tỉnh táo về vấn đề lá cờ. Cái lá cờ nó một cái vực hết sức là thiêng liêng, nó tượng trưng cho linh hồn của dân tộc. Chúng ta đưa ra lúc nào, chúng ta bày ra lúc nào, chúng ta chào lúc nào, chứ không phải bả đâu sách đó, bả đi sách đi, lóng nha lóng nhông, giống như là cái phường khối đất áo ôm của bả vơ vẩn. Nó làm mất cái thể diện, nhục nhã cho cái lá cờ đó nữa. Hương hồn cái lá cờ đó nó còn vướng vất này nọ mà, nó nhục nhã thế, để cho chết đi cho nó chôn đi. Đó, cho nên về cái lá cờ, tôi khuyên các bạn là nên tỉnh táo mà xem trở lại vấn đề hiệu kỳ cờ của tổ quốc mình, cờ của đất nước mình. Chúng ta phải khẳng định rằng đất nước Việt Nam của chúng ta đây là cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng. Còn cái lá cờ vàng và đỏ đó là nó đã thua trận rồi, nó bại trận rồi, nó đã tan hàng giải tán rồi, từ năm 1975 rồi. Nhục nhã lắm các bạn, với một cái đạo quân khổng lồ như thế, với các cái đơn vị thiện chiến, tổng trừ bị, thủy lục chiến, nhảy dù, biệt kích dù, biệt động quân, ôi trời ơi, thượng vàng hạ cám, mà coi như tháo chạy, coi như là tan hàng giải tán, tội lắm. Tướng lĩnh chạy trước, lính lát chạy sau đó, thì còn sướng ích gì nữa mà các bạn coi như là vẫn còn mơ mộng về cái lá cờ đó. Còn cái đám láo nháo ở bên Hoa Kỳ á, cái đám láo nháo mà cái gì ở Bonsa, Bonsell gì đó, không biết cái láo nháo đó đó, thì cái đám đó là cái đám ăn không ngồi rồi, người ta cho tiền cho bạc rồi cầm cái lá cờ đi nhông nhông, giống như cái đám hề xiếc á, dùng như vậy, giống như đám hề xiếc, nó không có một ý nghĩa gì mà rất là nhục nhã. Nó chỉ nói về vấn đề thì cái lá cờ, thì cái quan điểm của tôi như vậy, và các bạn nên hết sức tỉnh táo. Và đặc biệt tôi cũng đề nghị với cái lực lượng công an an ninh của mình, phải coi cái lá cờ đó, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là cờ của địch, và chúng ta phải cương quyết, chúng ta phải là trừng trị,
trừng trị, chứ không có để cho những cái thành phần gây rối nó cầm những cái lá cờ nó để đeo trên ngực nó, nó đeo trên ngực nó rồi nó vẽ trên mặt nó, rồi nó dán ở trên cái ốp lưng điện thoại, tôi thấy mà, đó, ốp lưng điện thoại khơi khơi như thế. Công an đâu, lực lượng chuyên chính vô sản của chúng ta đâu? Hả? Cờ của kẻ địch, cờ của kẻ địch, chúng ta đã khẳng định trước năm 75 đó là địch. Sau năm 75 nó thua ta, nó thua nhân dân ta, nó chạy mất xứ rồi. Bây giờ cái lá cờ đó vẫn còn để đây, thì cái lực lượng công an đâu mà tại sao lại không áp dụng những biện pháp chuyên chính vô sản? Triệt hạ nó ngay, bắt ngay. Đó, triệt ngay những cái vớ vẩn đó ngay. Tương tự giống như là những cái bộ đồ biệt kích, những bộ đồ rằn ri. Tôi thấy buồn cười là cái cậu thanh niên đó, cậu mặc cái quần mà trước đây, sau đó thì tôi có hỏi cái cậu phó chủ tịch cái phường tôi ở, thì cậu ta nói là cái cậu thanh niên này là trước đây là có cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ luôn, mặc nguyên bộ đồ lính của chế độ cũ luôn, đi nhông nhông luôn. Đúng đúng. Đó. Đi bờ hồ ấy bác. Đó đó. Bắt nhốt cái thứ đó, cái thứ đó là cái thứ gây rối, cái thứ gây rối. Và tôi dị ứng nhất nha, tôi thường chở vợ tôi đi mà tôi gặp mấy cái tay mà có tuổi á, cứ đội cái nón sắt giống như thay thế cái nón bảo hiểm á, xong rồi là mặc bộ đồ rằn ri, cũng mang bốt lửa xô, mà tôi nó không biết nhục cái bộ đồ đó. Những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây người ta đã tháo bỏ ra một cách nhanh chóng, người ta bỏ nó một cách không thương tiếc, thì bây giờ mình lại mặc nó vào và coi như là anh hùng, coi như là quách hoành tráng. Thì tôi nhân đây tôi cũng đề nghị với lại cái mạng của các bạn Việt Vision, tôi cũng đề nghị rằng là các bạn thanh niên đừng có nên sử dụng các cái loại mà quân trang quân dụng mà hoặc là quần áo mà mang cái tính chất giống như hồi chế độ cũ. Tại vì sao các bạn à, cái chế độ cũ nó thua, rất là thua nhục nhã, thua xấu hổ luôn. Thua xấu hổ nhục nhã là vì sao? Tức là chạy, không đánh mà chạy, tự động chạy. Tướng á, tá thì chạy trước, lính thì chạy sau, bỏ lính cả bầy cả đàn. Tướng lo tướng, tá lo tá, còn lính thì bỏ lính mặc kệ, muốn chết sống bầy mặc kệ. Mới có đội quân không còn một chén, tan hàng giải tán nhục nhã như thế, thì sướng ích gì mà các bạn vẫn còn coi như là trang bị cho mình, mặc vào trong cơ thể mình và đi nghênh ngang ngoài phố. Không đẹp đâu các bạn, xấu vô cùng luôn, tôi nói thật xấu vô cùng luôn. Nhìn vào tôi nói thật các bạn, chả ra cái gì cả hết trơn. Chả ra cái gì hết. Mà những cái người, người ta đã mặc những cái trang phục đó thì người ta đã rũ nó, người ta đã từ bỏ nó, người ta đã vứt bỏ nó từ lâu rồi, cách đây 42 năm. 42 năm. Mà tôi đã chứng kiến những cái sự việc đó. Tôi đã chứng kiến những sự việc đó. Đó. Cho nên là, đặc biệt là các bạn trẻ đó, nên hết sức tỉnh táo. Chúng ta cũng có thể mặc đồ rằn ri, chúng ta cũng có thể theo trang phục của mà, theo cái model đó mà. Nhưng mà nó không phải là những cái phản ảnh về cái bộ, những cái bộ quân phục hoặc là những cái bộ sắc phục của chế độ cũ. Chế độ cũ nó đã chết rồi, cho nó chết đi các bạn ạ. Nó chết 42 năm rồi mà nó chết nhục nhã cơ mà, nó chết nhục nhã mà, chứ đâu phải là chết anh hùng đâu. Thà nó đánh nhau bắn nhau thì mới gọi là anh hùng, còn đằng này coi như là chạy có cờ, chạy không kèn không trống luôn mà, chạy tan hàng giải tán mà. Mạnh nào nó chạy mà, vì phải có nhục bà bạn. Nhục quá đi chứ, mà các bạn còn cầm cái cờ đó, còn mặc những cái bộ đồ rằn ri đó, đội cái nón sắt nó, mang cái đốt được xô, làm như quách lắm. Tôi thật xin lỗi các bạn, tôi sợ các bạn, tôi này, một thằng thanh niên miền Nam này, tôi cảm thấy nhục, nhục, nhục vô cùng nhục luôn. Các bạn hiểu được về những cái bộ đồ rằn ri đó, về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì các bạn mới thấy nhục, nhục, nhục vô cùng luôn. Bên cạnh cái nhục đó, thì tôi thấy rằng tôi không đồng tình với lại cái lực lượng chuyên chính của nhà cầm quyền mình, mà cụ thể là cái lực lượng công an. Lực lượng công an phải thẳng tay, không những tịch thu mà còn bắt nhốt và những cái biện pháp cứng rắn với cái lực lượng đó, với những cái thành phần đó, phần tử đó. Đó thì ý kiến của tôi thì tôi có muốn trình bày thêm vào cái quan điểm về vấn đề lá cờ, cũng như là cái bộ đồ mà rằn ri mà tôi có xem trên mạng, mà có cái cậu thanh niên mà bị đánh rồi vân vân rồi đó, thì tôi thấy tôi rất là buồn và thương hại cho cái cậu đó. Tôi thương hại là cái cậu đó không biết một tí gì cả hết, thương mà khả năng cái cậu này bị lợi dụng nữa, cậu này bị lợi dụng. Thực ra là biết và cố tình dương cờ vàng để ăn tiền của bọn cái đám chống cộng cường đoan bên Cali gửi về ấy bác ạ. Cái chuyện này tôi cũng có nghe, tôi cũng có một số mấy ông anh thì cũng người thân bên Mỹ rồi mà, thì người ta cũng có cung cấp, người ta cũng nói như vậy. Tức là ở bên Mỹ á, là phải cúng nạp,
những cái số mà người Việt Nam mình lưu vong bên đó đó là cũng nạp cho các cái tổ chức cực đoan chống cộng bên đó, rồi một phần là nó ăn, rồi một phần là nó có gửi về cho mấy cái ông bà trong 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 nội địa trong Việt Nam mình nè, đó đi mình làm ba cái chuyện tào lao mà, làm ba cái chuyện tào lao là xuống đường đòi dân chủ rồi cái gì cá được kiết này nọ mà đặc biệt là bên cái lĩnh vực tôn giáo. Lĩnh vực tôn giáo giáo thì thôi xin hẹn với các bạn vào một cái lần khác, tôi cũng có ý kiến quan điểm của tôi về vấn đề lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực tôn giáo. Tại vì hồi tôi còn công tác thì tôi cũng có nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, tôi cũng có nghiên cứu tôn giáo và tôi cũng định là giảng về cái quản lý nhà nước về tôn giáo, nhưng mà sau đó thì có giáo viên khác người ta, giảng viên khác người ta thực hiện thì thôi, thì tôi chuyển qua tôi giảng về cái môn quản lý đô thị nông thôn cũng như là quản lý lãnh thổ địa bàn. Nhưng mà tôi có lĩnh vực tôi cũng nghiên cứu về về tôn giáo và tôi cũng có dịp tiếp xúc với một số những con chiên ngoan đạo ở tôn giáo. Tôi có người quen ở đạo Cao Đài nè, tôi có người quen ở đạo Công giáo nè, và tôi có người quen ở đạo Phật giáo nè. Và tôi có biết được ra cho tôi người quen biết được về cái đạo Tin Lành. Tôi biết được thôi chứ tôi không có người quen ở đó. Đó thì đại khái là tôn giáo thì tôi cũng có nắm sơ sơ. Thì có cái dịp á thì xin thưa với cái với lại các bạn ở Vision, thì nếu có dịp á thì cho tôi trình bày cái quan điểm của tôi về vấn đề tôn giáo. Mà đặc biệt tôn giáo trong giai đoạn hiện nay như thế nào. Tại vì vừa qua thì tôi cũng có xem được một cái bài của anh Lân á, anh Lân đúng rồi, anh Doãn Lân gì đó. Thì cũng có nói về vấn đề tôn giáo và tôi cũng rất là tâm đắc. Và tôi cũng ủng hộ anh Lân. Anh Lân anh giống anh dám nói thẳng, anh nói thật luôn. Anh không có sợ một cái thế lực nào, anh không có ngáng tay người ta nào hết. Đó thì tôi cũng rất là tán thành với cái quan điểm của anh Lân về vấn đề tôn giáo mà đặc biệt là công giáo. Công giáo thì tôi cũng rất là mong muốn các bạn ở tôn giáo là kính Chúa yêu nước, kính Chúa yêu nước xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó chúng ta thờ phụng Chúa cho nó tốt, chứ đừng có lợi dụng cái tôn giáo rồi đi làm những cái chuyện tầm bậy, thì làm cái vấn đề trật tự công cộng xã hội đang yên bình mà chúng ta gây rối dưới nhiều hình thức, dưới các hình thức thì nó không hay, nó không hay. Tại vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, chứ chúng ta không phải là người của Ý, chúng ta không phải là người của Pháp, chúng ta không phải là người Mỹ. Và tôi nói thật với các bạn thì tôi không hiểu rằng nếu nó là được mà vấn đề mà chỗ đó, đó cái chỗ mà lợi dụng mà để làm những chuyện tầm bậy bạ mà, thì tôi nói thật tôi cũng khuyên các bạn cũng giống như anh Lân anh khuyên, tôi cũng khuyên các bạn là nên hết sức bình tâm xem trở lại, chúng ta đừng vì cám dỗ bởi những cái đồng tiền, một vài cái đồng tiền, một hai trăm, vài trăm đô hoặc là 1.000 đô mà chúng ta làm những hành động nó không có tốt, nó không có tốt. Đó thì tôi cũng có ý kiến nhỏ vậy thôi, chứ còn nếu mà nói cái đề tài đó thì nhiều lắm. nhiều lắm. Tôi có những cái thông tin mà tại vì sao tôi là ở miền Nam mà. Rồi thứ hai nữa là tôi có những ông anh cung cấp cho tôi rất là tư liệu và tài liệu sống. Rồi tôi hỏi là các anh trả lời hết, nói hết. Và thậm chí anh nói thì mày cứ nói, thậm chí nói vô tư, tao cho mày số liệu tài liệu mày nói thôi, có gì đâu. Ba cái đứa vớ vẩn đó, nó ăn mấy đồng bạc, nó làm ba chuyện tàu lao. Vâng, xin thay mặt những người làm chương trình Việt Vision xin cảm ơn bác Xuân về cái bài nói chuyện rất hay. Và xin hẹn về vấn đề cờ là cờ. Hẹn là quý vị khán giả gần gặp gần đây nhất thì sẽ nghe bác Xuân nói về vấn đề tôn giáo. Vâng, xin chào bác ạ. Rồi, xin cảm ơn Việt Vision, xin cảm ơn các bạn. Nếu tôi có gì vấn đề sai sót thì cũng mong bỏ qua cho, với cái nhận định thẳng thắn mang tính chất xây dựng và rất là thẳng thắn của cá nhân tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động.